Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trường Nhân ngữ Hoa Sen. Mình là Mai Anh và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong chương trình N5. Và mẫu ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học là thể thông thường. Và trước khi đi vào phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ phân biệt thế nào là thể lịch sự, thế nào là thể thông thường. Rồi, thể lịch sự là cách nói mà kết thúc câu luôn là des đối với câu danh từ hoặc là tính từ. Và kết thúc bằng mat đối với động từ. Và thể lịch sự sẽ dùng trong các hoàn cảnh như là người nhỏ tuổi này nói chuyện với người lớn hơn, hoặc là cấp dưới nói chuyện với cấp trên, hoặc là nói với người lần đầu tiên mình mới gặp mặt, hoặc là mình sẽ dùng trong các sự kiện trang trọng. Còn thể thông thường là cách nói không có mat hoặc des, mà nó sẽ dùng các dạng cơ bản, dạng phát sinh của nó. Và thể thông thường sẽ dùng trong các hoàn cảnh như là bạn bè nói chuyện với nhau này, cấp trên nói chuyện với cấp dưới, hoặc là người lớn tuổi nói chuyện với người nhỏ tuổi. Và những người thân trong gia đình thì mình sẽ dùng thể thông thường. Và hôm nay chúng ta sẽ học thể thông thường của động từ. Thể thông thường của động từ thì mas sẽ chuyển sang thể rư, masen chuyển sang thể nai, masta sang thể ta, masen desta sẽ thành nakatta. Rồi, giờ mình sẽ luyện tập với những từ vựng cơ bản nha các bạn. Ví dụ, oyogimasu thì sẽ thành oyogu. Nemasen thành nenai. Kaimasta thành katta. Tabemasen desta thành tabenakatta. Và giờ chúng ta sẽ luyện tập vào mẫu câu nha các bạn. Mình sẽ luyện tập vào mẫu câu. Hay ví dụ, mayasa goji ni okimasu. Hay okimasu thì mình sẽ chuyển thành okiru. Vậy thì câu này sẽ là mayasa goji ni okiru. À, mỗi sáng tôi thức dậy lúc 5 giờ. Mình đi đến ví dụ phần tiếp theo. Shumachu gặp cô ấy kimasen. Và kimasen thì chuyển sang thể thông thường sẽ là cô này. Thì câu này sẽ là Shumachu gặp cô ấy cô này. Cuối tuần tôi không đi đến trường. Rồi, ví dụ này thì mình sẽ chuyển như sau. Kesa jikan ga naikara gohan o tabenakatta. Sáng nay tôi vì không có thời gian nên tôi không ăn sáng. Và thể thông thường thì dùng trong hội thoại hàng ngày. Cuối câu hỏi sẽ không có cá và người ta sẽ nâng cái phần chữ cuối lên cao giọng. Người ta sẽ cao giọng ở phần cuối. Ví dụ như là Kino ega o mimasta ka thì người ta sẽ nói thành Kino ega mita. Và những cái từ hay thì mình sẽ thành thì câu này sẽ thành mita. Rồi ở ví dụ này thì mình sẽ nói như thế nào đây các bạn? Mình sẽ nói thành Ashita doko iku? À, sáng mai bạn sẽ đi đâu vậy? Debato iku? À, tôi sẽ đi bách hóa. Và bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin các bạn hãy comment ở phía dưới và đội ngữ giáo viên trường Nhân ngữ Hoa Sen sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. 皆さん、さようなら。